Anh xin chào cô chú anh chị, các bạn xem kênh Cờ Lô Nhãn nha. Thì hôm qua mình cũng có đi đặt xe di á cô chú anh chị, nhưng mà mình không có thăm liền, mình sẽ ngâm qua đêm. Rồi hôm nay mình mới đi thăm nè cô chú anh chị. Xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Dạ chào cả nhà. Ở trong đây là nguyên cái vườn bông trang của chú Hai luôn nè cô chú anh chị. Đó, trời luôn, được gỡ luôn. Ở dưới đây nó còn non lắm. Mình vẫn có đem cái thùng ra, mình gom lại ngoài dưới này, mình đổ nữa. Trời. Ăn thành lợi luôn mà. Út Thành nó lợi nó màu à. Phải là trôi mất rồi Út Thành. Dễ gì mẹ nó có gà cay kỹ lắm. Được không? Để lên. Nước này là nước như vậy là tết. Có lúc đó không? Ủa gì vậy? Gì vậy? Cái này con Ngọc con lấy nó mập. Vô mắm rồi. Trời. Ba con luôn. Bự bự luôn. Bốn con. Bốn con rồi hả con? Bá lửa luôn. Trời. Mập gì con heo vậy? Hồi nãy đổ ra. Nó uống ngụ à. Đổ ra mới thấy ngâm. Dạ. Đó, cái đầu tiên là mình thấy có hy vọng à. Hy vọng à. Như đây là kho khô được rồi nè. Dạ. Bốn người bốn con rồi đó nha. Có nữa. Không, nó nhảy. Đó là dở lên cái làm gồ gồ thế nè. Ừ, cái này thôi. Nó đổi nè. Con bự bự không à ha. Không mượn công mình đập ốc thôi chứ. Rồi mấy tháng rồi mình mới đặt lại trở lại cái vừa này. Dạ. Thì không có cô chú anh chị yêu cầu mình mà đậu ngay đi, không thấy yêu cầu cũng như cô chú anh chị muốn cho mình đi để có cái cảnh quay hay sao á. Dạ. Thì thường mình đặt mình mà dở liền tầm nửa tiếng mình dở cũng có cô chú anh chị, mình ít à, một vài con à, còn mình ngâm mà qua đêm á là mình ngâm cá lại nhiều lắm, mình ngâm lại ngắn hết trơn màu luôn à. Dạ. Em để con cầm tiếp đi. Chế ơi nó bơi lên em kìa. Ôi nó chuối rồi, nó chuối rồi. Có tiêu hả? Bỏ vô trong này ha anh. Rồi nó uống nù luôn. Em thấy nó bơi em hết hồn, em dọn xuống em kiếm. Anh Thành mà đi ngang đây là không có cây nhãn nào mà đứng không dừng lại hết. Ôi, quả tép nhảy lên mà luôn, thấy không Hữu Thành? Cái này cũng có nữa. Có không? Cái lợp có là do em biết là giả lên là biết liền. Ủa sao im luôn rồi đó? Ơ, có, em thấy có. Có nhưng mà con nhỏ hả? Bốn năm con gì vậy? Ôi, bốn năm con là dữ lắm rồi. Bốn con, mà cũng bự lắm mẹ. Năm con. Nó cũng trọng mà. Im à. Như đủ ăn rồi đó. Ôi, năm con. Hóa chân. Một, hai, ba. Rồi. Nửa tháng nữa có nữa. Nửa bữa nữa có bọt được chứ nè. Cái cây vậy là im vô lắm anh. Lúc mình đặt mình có móc cái lỗ á chứ. Cái này mình móc lỗ vậy là móc lỗ mình để qua đêm mới được. Có cây củi nè. Mình để vô chụm luôn. Rồi, anh coi coi. Nhúc nhích à? Cũng nhúc nhích mà mình nhúc nhích á. Ôi, vô. Có luôn. À. Cũng được à. Không nhiều bằng mấy cái đầu. Cũng trầm trọng con mà. Nãy giờ cái nào cũng có hết. Cái nào cũng có hết. Cái nào cũng có hết. 5 con. 5 con thì cũng 5 con nữa. Điều đều vậy là 7 cái là 35 con. Cũng trầm sẵn luôn. Có 5 quá. Phải kiếm cái gì mình xỏ vô hay chứ. Cái cây lắm nha. Dạ. Có mà hù dữ vậy. Mỗi cái luôn. Cái này nhiều nghe. Cái này nhiều. Cái này quá. Cái nhỏ thôi đó nha.
Dạ. Để con lấy cái cây. Con bự bự mà. Có vô cá bóng xệ nữa, hồi nữa vô cho ếch ăn nữa được rồi. Cả rồi. Chứ con ba ba mình nữa chứ. Dạ. Bóng xanh ơi. Cái này con mới thấy nó nhúc nhích mà. Ừ, mẹ thấy nó nhúc nhích kìa. Thôi kìa. Cái cá nhúc nhích. Thấy chưa? Nó nghe tiếng động của mình đó nè. Nó ăn gì vậy? Nhúc nhích cái cô chị. À. Để coi nha. Chiếc dép của mẹ con chó thì con chó nó tha dép. Trời ta này. Sao nó hết dép này mà. Ơi nó lội, thấy nó lội luôn kìa. Nó đưa cái đầu nó lên nó thở đó. Cái này mình dạ. Bài mồi này hiệu quả rồi. Cái nó như kiểu. Thấy không? Rồi. Rồi. Cô báo. Đi lên. Cái con mà mẹ thấy nó có lú đầu đó. Cái này nó nằm gông nó đóng quá trời. Lên phải sạc lại mới được. Sạc lại. Ôi ôi cái này khủng. Bên này có con cua nữa. Ôi, có con gẹm, con gẹm. Con gẹm. Ủa sao nó vô được hay vậy ta? Sao nó vô được ta? À, cô nè cả nhà ơi, mình thấy nó cô nè biết gì con mà nói luôn nè. Có cái chục á. 4 6 cứng luôn. 9 con. 9 con nè. Hay quá. Hồi đợt trước mình đặt cái đầu 20 mấy con. Dạ. Ừ, cái nhãn này quá trời rồi. Nhãn này quá trời. Nhãn cho chung kìa. Nhãn sùng tiêu. Nhãn bên đây nè Huy. Nhãn bên đây cháu hết rồi. Bên cho chung tiêu. Dạ. Dạ thôi. Ở dưới mấy mương kìa. Nó nằm lọt ở dưới mấy mương kìa. Nó nằm nhóc ở dưới luôn. Hai cá bự bự không à. Ừ, nhất. Ít nhiều gì cũng phải có mà không biết nhiều thôi. Mười mấy cái loại mình đặt cỏ luôn. Đặt hết vườn này là dữ lắm rồi. Còn cái này nó là hết rồi ha. Cái này bên kia nữa, còn bên kia nữa. Đó, 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 thấy chưa? Nó thấy cưng lại nó mới lặn xuống đó. Ồ, cái này cá nhỏ nè. Ồ, cũng bộn mà. 1, 2, 4, 6, 6 con. 6 con. Hết tay cầm rồi. Hết tay cầm. Vô chế cộng dây nè. Thôi để em cầm luôn nha. Đây mình lại nắm tay chứ làm nè. Vô. Vô vòng qua em kia mình giải cái kia. Dạ. Da nó bắt đầu tốt lại rồi. Dạ. Con cầm nó lợp cho mẹ nó nói nè. Đó thì cầm dép nữa. Kiếm được chiếc dép à. Ừ. Hái này vô hồi nấu canh tép cũng ngon hết nè. Tép hồi sáng ông Thành có đi dở lý à. Dạ. Được má. Cũng cả chén nè. Bữa nay tính có cua mại rồi, bữa nay thất cua rồi. Dạ. Cua. Vô con kia nó gì, nó cô đơn rồi. Cô đơn rồi. Tại con đòi à, con hớ thành gì đó đòi à, nấu súp cua đòi giọng lại nấu súp cua vô mày nấu súp cua coi còn nói gì mỗi ngày được con nè còn nói gì mỗi ngày được con tại vì ăn quen kìa dạ được con rồi bữa sau ăn con nữa đứng làm ba bữa kiền à vô mấy cái lọc này còn ăn được này con lấy cái màu vàng nè cái màu vàng cái màu vàng hoa đựng nhiều rồi đó thật con. Rau đây đi mình ở vườn mình á thì điểm mưa xuống là rau nhiều lắm. Ngon quá. Dạ. Chị nửa tháng nữa mặc sức mạnh. Chứ ai còn tay cầm không? Có tay rồi. Không còn cái chỗ nào trống luôn. Thôi ăn nhãn rồi. Thành nó ăn nhãn rồi. Cô chú anh chị đây Thành nó đang nhãn sáu nhãn để lần nó bán đó. Cái này không biết sao mà thấy em ru à. Cái cuối cùng mới thôi mà đặt nước lớn rồi chứ anh chị mình đặt nước lớn cái nó bít cái lạp cái này hình như mình không có móc lỗ nè dạ sao thấy em ru vậy ta em ru rồi ta anh xuống thăm thử à gồng quá trời không mà cái này có một con một à rồi mà con mà muốn xỉu luôn rồi hả ngọt hay gì à ngọt hay gì à rồi coi cái con cá vừa này là con cá bự nhất đó giờ thiệt cái đó là cá dở đầu tiên đó ra luôn kìa
con này bự quá nó không được đâu. Xưa người ta đặt cá lóc nha, mình như cá lóc con nha. Đó mình đặt là cá ủi ủi gì không nha. Đó chứ Châu mày này hồi còn nhỏ mới nên... cái này con dở sao hình như không có mẹ với Châu ấy. Không không có hả? Không có, con còn một. Nó nằm im vô à. Mình đặt mồi thì mồi là ốc mình mình trộn với ngũ vị hương của chú anh chị. Cái này nè Út, cái này nó muốn hư mà mẹ giá nó lại nè. Ăn hay nha, phải nó tung ra là hư rồi. Con nó không có cái cây, con sợ nó tung. Ờ, cũng bụng. Tính ra ấy lại nhiều lắm nè. Ăn hết rồi. Cái này mà có mười mấy cái là mình tính của mình tới mười mấy cái là tự nhiên cái nó hư. Đem ra cái nó hư. Cái này không có gì mình đặt nhiều. Ôi, bổn quá kìa, nhóc luôn. Nhiều quá. Lâu lắm rồi mình không có đặt. Nữa mình lửa mấy cái nhỏ nhỏ cho ông ba ta nha. Quá trời luôn. Thôi nhóc nha. Dạ. Nhớ cái đợt nào mà kỹ lực luôn á. Mười mấy ha, mười mấy con, hai mấy con gì nè. Đã hai mươi mấy con. Chiếm mỏi miệng luôn. Chớ nghe lịch ịt lịch vô hàm ha. Trời ơi, nó hết ra rồi. Con nữa, con nữa. Nó uống quá, nó ra hết nổi rồi. Con nữa. Con nữa nha. Ờ vậy con này. Rồi ha. Chiếc này con đừng quên. Chiếc này quá. Mà có con gáo vừa mẫu rồi nè ơi. Nó hai màu luôn kìa. Con này đâu khoảng bún dừa con. Dạ con như là con này dạ. Con bún trứng. Dạ. Con cá bún trứng với cá bún dừa nó khác nhau. Dạ. Dạ. Nhìn thấy lão cá bún trứng là nó nhỏ nhỏ không là nó có trứng này. Quá trời thôi. Ồ bao nhiêu đây ăn cũng không hết đâu. Con cá bún dừa nó uống. Mình lựa mấy con nhỏ ra đi. Trứng nó uống nè. Ừ. Mấy cá nhỏ thì mình thả đi. Hồi đó nhỏ nhỏ mẹ đi nước sẫm chiều ở trong dạ. Cái mẹ đi xúc mà đi ra cái gạch của gạch đó kêu bằng gạch 25 dạ. Xúc cái vũ trong lục bình á, lấy gỗ chặn vũ bốn chín một cái rồi ba quá trời cá luôn vô tay. Tay lấy cá nhỏ ăn cho ba ăn thì vô tay. Người ta chỉ á, cô chính chị là con cá bún dừa này nè, mà mấy con chó con mà nó bị bụng bự á là mình nướng cá bún dừa cho nó ăn là bụng nó xẹp chứ. Ừ. Giống như bị sình bụng ha. Con mèo mà mấy con mèo bồ cũng kiếm cũng bổn nữa. Nướng rồi. Cái con nữa. Không vừa cũ, quá trời luôn. Quá trời. Đổ ra. Cái thịt nó ngọt á. Đổ ra không ngán mà ngán đi mà mình phải chà. Dạ. Chà với đai. Chà nha. Chà có khi tay gớm máu gì á. Chứ hôm giờ uống là đọt ổi mỗi ngày luôn hết rồi. Dạ, em uống mỗi ngày luôn. Uống được tốt. Mình cũng đang phơi cô chú anh chị. Đợi cho khô mình mới dám gửi đi. Tại vì cái đọt ổi này mình phơi nó chưa khô nó còn xanh. Mình đóng vô mẹ. Nó hầm là nó bị meo. Đúng rồi. Bị meo nó hư, không được. Tại vì hổng dài á là phơi chứ không có đặng nắng không hết dạ, à. Cũng như cái phơi ngày có một buổi à, buổi chiều cái mưa. Dạ. Rồi mà ngày qua tới nay là phơi nguyên ngày không. Dạ. À, cô chú anh chị mà có uống thì cứ nhắn tin trực tiếp với gia đình mình, rồi mình phơi cho thật là khô xong rồi mình gửi tặng cho cô chú anh chị, chứ mình không có bán cái đó nha cô chú anh chị. Tại vì hình thấy cũng nhiều cô chú anh chị nói nó uống tốt lắm. Chị tiểu đường, người tan mỡ, người sao nữa mẹ? Huyết áp nữa mẹ. Huyết áp. Dạ. Mình thấy hay. Với lại là khi mình tỉa thì mình cũng không có sử dụng nữa. Không có sử dụng là để làm gì hết. Nên là mình chịu khó mình lấy cái xe gùa, mình đẩy theo cái mình tỉa xong cái mình để cái đọt lên xe. Cái lúc mình tỉa thì mình tỉa cái đọt dài cỡ bi dai gì nè cả nhà. Dạ đúng rồi. Mà dưới Út Thành á là cắt lại là còn cục gì nè. Còn vừa cái đọt cũng như mình một lần tỉa vậy mình phải tỉa hai kéo. Dạ. Mình tỉa bỏ thì mình tỉa một kéo à. Mình tỉa đó mình phải tỉa hai kéo ăn lấy cái đọt cho nó ngon. Cá bông dừa thì mình cũng làm rồi của chính chị. Cá này mình chà. Chà ra mình làm rồi à. Cá lúc nãy nó đen thua mà mình chà ra trắng ngon ghê luôn à. Cá gì bữa nay cái mà con quyết định nó chiên tươi của anh chị ăn với lại nước mắm chua ngọt. Rau này thì mình sẽ luộc. Rau này thì rau tập tàng luôn. Ở đây có đậu nhãn lồng với rau bụng ngót. Với đây mẹ có hái ít rau mùng tơi nữa. Thì nó chỉ đủ thứ đó. Cái này nóng trong mình thì ăn cho nó mát nè. Cái này thì mất ngủ. Mất ngủ. Cái rau này cũng mát luôn ha. Dạ. Lúc này là gia đình mình toàn là tới vô mùa mưa rồi của chính chị. Là ăn rau vườn không à. Gán vài bữa nữa là mình làm cái vàng bầu, vàng mớp, vàng
rau cải đồ bên đó, bên bên cặp ao cá đó nữa là xong luôn rồi đó mẹ. À, nói chắc chung là vườn mình thì nếu mình xiên mình đi kiếm mà nó thận nước mình đi kiếm dễ kiếm ăn, đồ dạ ngon thì không có chứ cá hủng hỉnh rồi thì dễ kiếm. Kiếm một chút dạ, thì dạ, có dạ, nhiều dạ, thì mình ăn nhiều, có ít thì mình ăn ít cá nha. Dầu này nóng dữ rồi. Có nước bây giờ nó văng. Cá bông dừa này thường mình chiên tương ăn cũng ngon thôi chứ anh chị. Mà mình chiên giòn là mắm chua cũng ngon. Mình kho tiêu cũng ngon nữa. Nó ăn cũng không có thua con cá bông cát đâu chứ. Nướng nướng thì cũng ngọt á. Cậu mới hết cốc không cậu? Ở đâu cậu? Đang đi này ăn cái cốc. Quá dữ, ở chỗ Tây Thi gì phải không? Quá dữ. Để bữa nào Hành quay cái chỗ ông cậu hết cốc cho cô chú anh chị xem. Chỗ đó là quýp đó mà. Hết cốc qua Tây Thi hết. Mấy chục ngàn lên cậu? 35 ngàn. Ôi vậy là ông cậu không rủ con đi chung là không được rồi. Phải đi chỗ Tây Thi hết tóc rồi. Mà nó ăn từ ngón nha, hết tóc kia thì cạo mặt kia. Dạ, cạo mặt nữa. Ừ, tính tiền đi từ ngón vậy đó. Người ta nói gì? Cạo lông dái lỗ tai hả cậu? Vô nãy chân người gần dưới đó. Phải không? Lỗ tai rồi mà. Cạo lông mặt thì mỗi cái nào tính tiền cái đấy nha. Rồi, cậu có cạo lông mặt không? Có. Trời ơi, dữ vậy ta. Con ông cậu còn hơi chế nữa. Chế mấy năm mà không có cạo luôn mặt. Từ từ ăn gỗ mua mà mua kéo không muốn ăn luôn. Ủa, ngon nghe. Cái này chị đẹp cho mấy cái cạn này chưa lấy ra xài còn mấy dạng đẹp. Rồi, ngon nghe. Lúc sáng bé Thư qua thì cũng cô cũng gửi cho mấy trái khóm nè cô chú. Trái này trái gì em? Trái thò. Trái thò. Ừ. Hai trái kia là hai trái khóm. Mẹ em nói khóm vườn nè. Ồ, trái khóm này ngon nha. Hai mặt đều quá chứ cô chú nhỉ. Đẹp. Trái này đẹp ha. Đẹp anh ta. Đẹp. Đẹp dữ vậy hả? Cái này bự quá trời ha. Nghe nói cô ba cũng có mà cô ba để cho không, cô ba không có bán. Chắc bữa nào mình lên mình xin của cô ba. Một năm tới nữa rồi nè. Xin của cô ba. Ngọt không nè. Dạ. Mấy ngày nữa là tới mùng 5 tháng 5 là Tết Đô Ngọ của chính trị là để lễ hội trái cây ở Cồn Mỹ Phước à. Cái này nửa năm rồi. Đây quay mau quá trời. Cái thịt ngon quá ha. Cái này mình chiên cho cậu với dâu tây. Lòng tháng này quá trời ngon luôn. Tháng mưa này cái rau vườn quá trời ngon. Đi tới đâu cũng thấy rau. Cái nó xanh. Cái sợi dao mình luộc, luộc lên nó xanh giờ ngon vậy thế nè. Cũng hết luôn thật nhỉ. Hết cả ăn hết ổn. Ngon quá. Chính là mình dớt đây luôn. Chính là dọn cơm. Rau, bữa nay ăn rau luộc. Bỏ nước ra. Không có khoảng nào nước. Đây là cái mắm chua ăn với cá chiên. Không cần thử trước. Hay là cậu để ăn cơm rồi cậu ha. Con thử trước. Ôi, cậu hai không ăn được. Mời cô chú. Mời cô, cảm ơn cô gửi trái thò ngon quá trời luôn. Trái này chắc ngọt lắm ạ. Nhìn thấy cái nó có mật nhìn thấy nó tôm mật luôn. Nó ngọt mà nó có mật, nó ăn vô cái nó
mềm mềm. Cái khóm này là cái đầu ngon hay là cái đít ngon anh hai? Cái đầu nó ngọt hơn. Vậy, vậy là chua. Con ăn cái đít đi, mẹ ăn cái đầu. Mày cả nhà nha. Vô tay ăn hay vô tay dặn cái gì mà đặt dỗ dỗ. Chấm cho em miếng nè. Khóm này to dữ vậy, cái đầu. Có lỗi gì nhỏ. Nhỏ thèm nhỏ. Không ai kêu. Cô chú anh chị. Anh mời cô chú anh chị qua trời cái móng tay đen. Ăn thứ. Dạ. Khốn cái thò này nó. Cái thò này đặc biệt là người nếu để chín quá là nó bị thôi. Nè, cái thâm thâm này là để bữa nữa là thôi. Dạ. Thôi ê con. Thôi nó làm vậy là còn để lâu được nè, con nó bị về lâu máu. Mình nói để mình ăn cơm xong mình chán miệng. Thấy ngon quá chịu rồi. Phải thử thôi. Cái đồ chua này nó đặc biệt ha. Đó. Mấy cá này là ăn giòn rụm luôn rồi nè. Cá ngon. Cá chiên giòn. Mấy cá này ăn thử là thật. Giòn. Cảm ơn chú. Thử có ăn cá cũng vừa chiên giòn chưa? Chưa. Bữa nay mới được ăn nè. Ăn đi. Cá này tự bắt ăn ngon đó thôi. Nhất là anh Thành đi bắt cho ăn. Gia đình mình không gầy thì đi kiếm đi săn bắt ăn đâu. Nhờ được cái lú. Ở dưới này nhà được cái lú, Thành nó tính mua thêm cái lú nữa. Dạ. Mà nó sợ xa nhà quá, sợ người ta đổ. Mẹ nói thôi chạy đi người ta đổ thì mình khỏi đổ. Gạch ở đâu? Gạch dưới rồi. Đang gạch trắng rồi. Gạch trên. Gạch này gà đặt gạch trên. Có một cái lú thôi mà mẹ con. Mẹ con 5 giờ đi chăm đổ lú rồi. Thức khuya dậy sớm đi cả. Mà nó nói gì chứ. Một cái cũng vậy mà hai cái cũng vậy à. Ừ. Cái cũng, à? Cũng như xưa ông bà nói con sắm con trâu cũng người chăn, sắm hai con cũng người chăn à, người ta sắm hai con cặp là người ta dễ đi làm. Cá này mà chiên tươi chấm nước mắm chua này cũng bắt lắm bà coi, mẹ con làm mắm này cũng ngon quá trời rồi. Dạ giòn. Mẹ ăn cá vừa chiên sao rồi thôi. Dạ ngon. Cá này thịt nó ngọt. Người ta nói ăn cám dừa này ăn bổ lắm nè. Bổ. Nít bị quài xương hả? Ừ. Mà đó giờ cậu không ăn luôn hả cậu? Nói giờ không. Là hồi đó giờ luôn hả cậu? Nói lắm. À, tép làm như nó bắt đầu giật lại. À, nếu mà nó có giật lại thì mình treo lú lên tầm vài ngày. Nắng nè, nó hết. Mưa dạ. Nó chạy lại. Mưa chạy lại hết rồi. Ừ. Mình chạy tới tháng 5, tháng 6 rồi mà. Nắng nó khui vô ha. Cái này mới đầu mùa. Mẹ yêu tép. Trong tay cũng yêu tép chứ không mẹ là. Rau này gắn ăn cho hết, rau này tốt lắm này. Cái đậu ăn lại cũng có dễ hút nam nè cậu hả? Nằm mà còn dạ. Mấy người bị tim yếu rồi kia nó hay ấy đó là ăn phần hả nè. Con ngủ tim á. Dạ. Con nhớ hồi đợt gọi con lấy cái dây dạ rồi đem đi nấu với đường tèo uống ngon lắm, ngon hơn trà đường á. Để tủ lạnh nấu uống ngon á. Mình ở đây thì kêu gì nhân lòng, cái dùng ngoài nó không có kêu nhân lòng, cái kêu gì chùm bao. Dạ. Chùm bao hả con? Ừ. Bao. Tại vì cái bông nó bao rồi chứ gì. Bông nhân lòng cũng có duyên á. Dạ. Bông nhân lòng đẹp lắm. Ở ngoài nói nhãn lòng không ai biết đâu, ngoài nói nhãn lòng là người ta tưởng nhãn lòng Hưng Yên ấy. Đúng rồi, ở ngoài đó có đặc sản là nhãn lòng. Bao. Có vừa mà ăn ngọt gì đâu, ngon thiệt đó. Cái này giòn lắm nha. Giòn là chưa yếu rồi. Bắt con hết cho con xíu rồi. Nó ngọt quá coi. Thịt nó ngọt rồi con á. Còn miếng nào ngon mẹ? Miếng nào cũng ngon nha. Miếng nào cũng ngon hết. Ừ. Như con nghe nói khóm mình ăn cái cùi là tơ lưỡi hay không tơ lưỡi con ha? Cái chỗ tơ lưỡi. Tơ lưỡi là nó luôn hết cái cùi đâu. Cái mắt chỗ tơ lưỡi là hai cái mắt á con. Tại cái mắt không phải cái này thư nó xây đứt mắt cái chỗ tơ lưỡi. Nó hơi tơ con. Nó có tơ tơ có. Nói với nó nè. Mẹ ăn khúc nào rồi? Ủa sao mẹ ăn cái khúc đó rồi? Nhà mẹ ăn khúc này đi con ăn khúc này cho. Thôi mà ngại gì.
Thư là vô ăn chua nè. Nắng này mình chán miệng. Nó, muối nè Thư. Cái này nó trừ lại cái chỗ mà con nằm chỗ khô, mẹ nằm chỗ ướt rồi đó. Về đưa cái ngọt cho mẹ. Con cái chua nó cũng bù trừ lại. Nghĩ là thấy Thư thiệt trời, hồi đó khổ thiệt. Ngay nhiều khi mình gửi ra mình xấu hổ luôn. Ngủ cái gầm á, rồi cái hả, chỗ cái chiếu thâm đen luôn vậy. Vậy mà cha mẹ mình vô nằm được cũng hay thiệt luôn á. Thiệt chơi luôn á cha. Thiệt chứ. Thiệt á. Hồi xưa đâu có mặt tả. Hồi xưa thiệt luôn á, mẹ nuôi hai đứa con là không có đứa nào mặt tả chứ. Để tiền tả nha. Bây giờ có vô tay là bây giờ là mặt tả nha, còn hai đứa lớn nào không có mặt tả luôn. Nhất là ông làm đá dầm nhiều đó vô tay. Nãy giờ gia đình mình cũng dùng cơm xong rồi cô chú anh chị. Thì trước khi kết thúc video thì Thành cũng gửi lời chúc sức khỏe tới cô chú anh chị trong và ngoài nước luôn. Cảm ơn cô chú anh chị luôn xem và ủng hộ kênh. Thì dưới là cô chú anh chị thương thì cứ để lại bình luận đóng góp ở phía dưới, gia đình mình sẽ tiếp thu cô chú anh chị, sẽ xem hết cô chú anh chị. Còn giờ thì Thành cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Cù Lao Nhãn nha. Tạm biệt cả nhà.